Hello, xin chào tất cả bà con anh nha. Mới test con máy chọt Nakabo. Nakabo máy nguyên zin thì có sơn lại nha. Con này hành trình 105. Rồi test lại. Điện bao nhiêu ạ? 3.200 ạ. 3.200. Điện 3.200 nha. Nhấn nút. Này em rô luôn nha. Nhấp khỏi đo mà hành trình 105 khỏi đo đi đo rồi rồi đổi tốc bằng 2.4 quay ra quay lại quay chế độ luôn nha, hơi khỏi tăng ấy đó. Này là có phòng đồ nha, vàng đẹp. Này hai cấp nhanh chậm. Nhấp thì phải đứng nhấp nhấp nhỉ? Nhấp đứng rồi mà đứng nhấp nhấp tắt rồi một nào. Rồi anh em có nhu cầu thì có con thêm con phay chọt luôn nè, con này phay mặt cái đôi chọt, con này thành công luôn nha, con này hành trình 909 phân, con này chạy hoàn hảo luôn nha. Anh em xem clip thì quay lại clip trước xem nha, con này chưa có vệ sinh thôi nhưng mà rất là chất. Em còn mua một con máy bào hành trình 600 ở kho sau nha, giá rẻ cho anh em nào cần nha. Anh em nào cần thì có gì inbox qua Zalo em chụp hình gửi hình nha, để clip nha. Không may mắn một khoảng con này hoạt động ok này, mà chưa vệ sinh luôn nè. Con này 20 triệu cho anh em luôn nha, có thức quang tự động lên xuống, còn qua lại vô ra là cơ nha, 20 triệu nha. Con giam mới về chưa có lên clip cho anh em kịp nè. Đây con phe đầu này chuẩn bị dọn, khả năng là mai là lên clip cho anh em luôn nha. Cả hai đầu giá rẻ luôn, có thêm bộ đội kia đang chuẩn bị vệ sinh ở ngoài nha. Giống như nay đi một số máy rất là nhiều đang kho ngoài nên không có quay được nha. Nè, con này mới lên clip nè, tự động hai kia qua lại lên xuống có thức quang. Này có clip tắt khi sơ qua đang công 1m1 hầu rơi thành công hoạt động ok, giá 50 triệu Sato tầm 800 tầm cao con cặp lớn 60 con ru. Rồi anh em có nhu cầu nào thì có gì ở luôn nha. Của mâm kia nè, chuẩn bị gác lên máy nha. Rồi anh em có nhu cầu con này thì có gì ở luôn. Con này 30 triệu nha em. Em có nhu cầu tìm gì ở luôn. Rồi em xin kết thúc video, xin chào tạm biệt nha.